nhà mới sắm một cái MacBook Pro. Ồ, ra rồi Chưa, kìa. rồi, MacBook Pro, dặn MacBook Pro đây là bộ. Để lấy đồ cho MacBook Pro xếp nha. Có nhiều người tưởng là MacBook Pro thì cái mua được. Đây, hỏi là mua 2, 3, máy ơi. MacBook Pro. Trời ơi, chứ đồ tự động bước vô. Nhưng mà đây một bộ nha máy ơi. Có biết có không biết là máy này có phân biệt được bộ hay không. Máy xíu đồ công nghệ cao. Máy xíu đồ công nghệ siêu thấp. Ồ, ra rồi kìa. Ồ. Ủa nhanh vậy? Không chị kịp luôn. Nhanh đâu, nhanh đâu, nhanh đâu. Ủa, nhanh vậy? Ồ, cái máy này. Máy này sản xuất từ 5 năm trước. Máy ơi xong chưa máy? Giờ mới sử dụng được. Chắc máy này chậm quá, phải chậm cho mình quá, sửa quá. Chậm quá, coi cái à. Cái kia đâu rồi? Sao máy kia lâu dữ ta? Máy xếp đồ chậm dữ vậy? Thả xếp đồ đi, xếp đồ đi. Rồi, không ra luôn rồi. Xếp đồ sao lâu dữ vậy? Để coi coi. Kiểm tra cái máy coi nó có bị hư hỏng gì không? Ô, ra rồi. Sao cái sao hơi bị xấu nha. Quăng lại. Rồi, quăng quá. Sao máy xếp đồ đâu? Trời, máy xếp đồ đóng biết để bằng vậy.